Chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ hai, đó là tìm hiểu về các cái chính sách quảng cáo của Facebook. Đương nhiên rồi, khi chúng ta tham gia chạy quảng cáo trên Facebook và sử dụng mạng xã hội Facebook thì chúng ta cần phải tuân thủ những cái quy định cũng như là cái chính sách của Facebook. Vậy thì tại sao quảng cáo các bạn phải cần được Facebook phê duyệt? Bởi vì Facebook muốn cân bằng giữa hai cái lợi ích. Thứ nhất đó là quyền lợi người tiêu dùng, tức là Facebook muốn đảm bảo là tuân thủ theo các cái luật pháp quốc tế cũng như là quy định tại các nước sở tại. Thứ hai đó là đảm bảo trải nghiệm người dùng, tức là Facebook đảm bảo rằng cái quảng cáo của các bạn không gây khó chịu hay là gây phản cảm cho người sử dụng Facebook. Thì đây là một quy trình quảng cáo kiểm duyệt của Facebook. Thì khi mà Facebook kiểm duyệt quảng cáo các bạn thì Facebook sẽ kiểm duyệt 3 cái yếu tố. Thứ nhất đó là chất lượng bài post, thứ hai là hình ảnh và thứ ba là chất lượng của trang đích đến. Đầu tiên là chất lượng bài post, tức là cái bài quảng cáo các bạn phải đảm bảo được rằng các cái thông tin phải chính xác về tên công ty, sản phẩm, dịch vụ hay là nhãn hiệu được quảng cáo. Thứ hai đó là cái tính chất của cái nội dung quảng cáo các bạn, đó là không được khẳng định hay là ám chỉ dù trực tiếp hay là gián tiếp đến cá nhân người dùng. Và thứ hai là hình ảnh. Hình ảnh các bạn chú ý là không sử dụng logo trái phép hay là các hình ảnh hở hang quá mức, và chú ý là văn bản phải nhỏ 20%. Và để kiểm tra hình ảnh này thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link sau. Đây, các bạn lên Google, các bạn gõ text overlay. Đây, các bạn kích vào một cái tool do Facebook tạo ra, kích vào tải lên này. Thì tại đây các bạn sẽ tải cái bức ảnh của các bạn lên, ví dụ như là bức ảnh này chẳng hạn. Đây thì Facebook sẽ báo cho các bạn đó là cái văn bản của các bạn quá nhiều ở trên cái bức ảnh của các bạn. Đây, các bạn có thể để ý là có các cái trạng thái Facebook này: văn bản hình ảnh ok này, văn bản hình ảnh thấp này, văn bản hình ảnh trung bình này, văn bản hình ảnh cao. Thì khi cái hình ảnh của các bạn đảm bảo được là tiêu chuẩn 20% thì quảng cáo các bạn sẽ được phân phối nhiều hơn, cũng như là chi phí có thể sẽ rẻ hơn so với những cái quảng cáo có quá nhiều text. Tiếp theo đó là chất lượng trang đích đến, tức là đảm bảo quảng cáo các bạn đó là cái trang đích các bạn chạy quảng cáo thì không được điều hướng sai người dùng. Ví dụ là khi các bạn chạy một thương hiệu A mà các bạn lại điều hướng đến cái thương hiệu B chẳng hạn, thì đấy là điều hướng sai. Hoặc là cái trang đích của các bạn phải đảm bảo hoạt động, tức là khi người dùng kích vào thì cái trang đích đó là phải tồn tại. Thì đấy là cái quy trình kiểm duyệt quảng cáo của Facebook. Khi các bạn chạy quảng cáo Facebook thì các bạn thấy rằng có những lúc quảng cáo các bạn không được phê duyệt, thì lúc đó các bạn cần phải khiếu nại đến Facebook. Thì để khiếu nại thành công thì các bạn cần phải hiểu được rằng là những cái quảng cáo là Facebook cho phép bạn quảng cáo và quảng cáo nào không. Thì ở đây thì Facebook có phân ra làm 3 loại quảng cáo mà cần xem xét phê duyệt. Thứ nhất đó là quảng cáo. Thì ở đây Facebook có 3 loại nội dung quảng cáo khi Facebook xem xét phê duyệt. Thứ nhất đó là nội dung cho phép quảng cáo, tức là những cái quảng cáo mà được Facebook cho phép khi mà tuân thủ các quy định về luật thương mại, quy định bảo vệ người tiêu dùng và các tiêu chuẩn cộng đồng. Cái nội dung thứ hai đó là nội dung bị hạn chế. Đối với những cái nội dung bị hạn chế thì cần phải tuân theo những cái quy định về nhóm đối tượng, cũng như là cách mà soạn thảo nội dung, hoặc là các bạn sử dụng hình ảnh quảng cáo. Và cái loại nội dung thứ ba đó là nội dung không được phê duyệt. Đối với loại nội dung này thì đối với một số ngành hàng thì Facebook sẽ cấm không cho chạy quảng cáo. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các loại nội dung bị hạn chế cũng như là nội dung không được phê duyệt. Đối với nội dung bị hạn chế thì những cái quảng cáo sau sẽ là thuộc vào diện mà cần phải tuân thủ các quy định của Facebook về nội dung cũng như là hình ảnh. Thứ nhất đó là quảng cáo đồ lót, đồ bơi. Đối với quảng cáo đồ bơi, đồ lót thì quảng cáo các bạn không được zoom in vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể người mẫu, tức là quảng cáo các bạn không được zoom vào những bộ phận nhạy cảm như là vòng 1, vòng 3 của người mẫu chẳng hạn. Và các bạn chú ý là khi mà quảng cáo đồ bơi, đồ lót ấy, thì nên chụp cả bộ và tránh chụp riêng quần hoặc là riêng áo, và nên chụp trong một bối cảnh cụ thể như là bãi biển, hồ bơi chẳng hạn. Ví dụ như cái hình ảnh trên đây thì là đảm bảo được cái tiêu chuẩn về quảng cáo. Tiếp theo đó là quảng cáo bia rượu. Thì đây cũng là một cái ngành hàng khá là nhạy cảm ở Việt Nam. Thì đối với quảng cáo bia rượu thì các bạn phải tuân thủ một số quy định, đó là cái độ tuổi hợp pháp ở Việt Nam cho phép, đó là quảng cáo là mới trên 18+. Vì vậy khi các bạn nhắm mục tiêu thì cần phải nhắm đến đối tượng là trên 18+. Và các quảng cáo này phải tuân thủ các cái quy định được áp dụng ở địa phương. Các loại nội dung bị hạn chế thứ ba đó là quảng cáo về sức khỏe, mỹ phẩm. Các bạn hạn chế zoom in vào các phần cơ thể. Ví dụ như khi các bạn mà chạy những cái quảng cáo về trị mụn chẳng hạn, thì đôi khi các bạn có thể chạy những cái hình ảnh một khuôn mặt người phụ nữ bị rất là nhiều mụn chẳng hạn, các bạn chụp cận cảnh chẳng hạn, thì với cái bức ảnh này thì chắc chắn là Facebook sẽ không cho chạy quảng cáo. Hoặc là khi mà đối với một số cái ngành hàng ví dụ như là thẩm mỹ răng chẳng hạn, thì đôi khi người ta rất hay quay hay là chụp cận cảnh cái răng của khách hàng, thì điều này Facebook cũng không cho phép. Và các bạn chú ý là không nên sử dụng các hình ảnh trước sau, đặc biệt là các ngành hàng mỹ phẩm thì hay có những hình ảnh trước và sau, thì Facebook cũng sẽ không cho chạy quảng cáo. Và không sử dụng các hình ảnh gây rợn, và không sử dụng các câu hỏi ngụ ý đặc điểm cá nhân người dùng. Ví dụ như là bạn có thấy xấu hổ mỗi khi bên chồng, như mẫu quảng cáo bên trên chẳng hạn, thì đây là những quảng cáo mà không cho phép. Và chú ý là không được khẳng định hiệu quả của thuốc nếu không có giấy chứng nhận, và nên tập trung vào lợi ích thành phần của thuốc hơn là chúng ta khẳng định. Ví dụ như là khi mà bạn bán thuốc đông y chẳng hạn, thì bạn khẳng định, bạn có thể chạy những cái quảng cáo như là cam kết 7 ngày khỏi bệnh chẳng hạn, thì đối với những cái nội dung quảng cáo này thì Facebook cũng không cho phép các bạn chạy quảng cáo. Và cuối cùng, với những cái nội dung sau thì Facebook sẽ không cho phép các bạn chạy quảng cáo. Thứ nhất đó là sản phẩm vi phạm bản quyền. Facebook sẽ cấm quảng cáo những sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hoặc là sử dụng những cái logo trái phép, hoặc là giá quá chênh lệch so với chính hãng. Các bạn có thể nhìn bức ảnh sau, ví dụ bức ảnh này chẳng hạn, với cái mức giá 56 đô chẳng hạn. Giả dụ sản phẩm này có giá là khoảng vài trăm đô, khi các bạn chạy 56 đô thôi thì Facebook cũng sẽ không cho phép các bạn chạy. Hoặc là các bạn sử dụng logo của thương hiệu mà không được phép thì các bạn cũng sẽ không được chạy quảng cáo. Thì đối với sản phẩm người lớn, Facebook cũng không cho phép các bạn chạy quảng cáo. Ví dụ như là các cái sản phẩm như là sex toy thì các bạn sẽ không được chạy. Tuy nhiên thì một số cái sản phẩm sau thì các bạn có thể chạy, như là ấn phẩm hoặc chương trình đối trực tiếp, hay là các sản phẩm tăng cường sinh lực, thì Facebook cũng sẽ cho các bạn chạy quảng cáo. Và sản phẩm thứ ba Facebook cấm chạy quảng cáo đó là thuốc lá và một số sản phẩm liên quan. Facebook không cho phép các bạn quảng bá hoặc là tạo điều kiện cho việc buôn bán hoặc tiêu thụ những các loại thuốc như là ma túy, thuốc kích thích, các sản phẩm liên quan đến thuốc lá, đồ chơi sử dụng thuốc lá. Và các bạn cũng không được sử dụng các sản phẩm như là cai thuốc lá hay kẹo cao su chống nghiện thuốc, thì sẽ không được chạy quảng cáo. Và thứ tư là dược phẩm. Các bạn sẽ không được quảng bá cho việc bán các sản phẩm theo toa, hoặc là bất kỳ các sản phẩm phụ nào khác có vẻ không an toàn hoặc đáng nghi ngờ theo quy định của Facebook. Tuy nhiên là các bạn có thể quảng cáo các cái cửa hàng thuốc, văn phòng thuốc, hoặc là các cái hình ảnh mà khách hàng có thể tới giao dịch tại cửa hàng của các bạn, thì các bạn vẫn có thể chạy được quảng cáo. Ngoài ra thì Facebook không cho phép các bạn chạy quảng cáo những game đánh bài đổi tiền thật, hay là những game auto download file, tức là quảng cáo có link dẫn tới file download tự động tải xuống URL bên ngoài, thì quảng cáo Facebook không cho phép các bạn chạy. Như vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu về chính sách quảng cáo Facebook. Thì có 3 cái loại nội dung mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là nội dung bị hạn chế, thứ hai nội dung bị cấm, và thứ ba là nội dung cho phép. Thì dựa vào đây các bạn có thể biết được là cái sản phẩm, hình ảnh hoặc nội dung của các bạn có thuộc danh mục cấm hoặc là bị hạn chế hay không, thì các bạn có thể chú ý trong cách viết cũng như cách sử dụng hình ảnh của mình. Còn trong trường hợp nếu các bạn thấy rằng sản phẩm hoặc là bài viết của mình không vi phạm chính sách, thì các bạn có thể khiếu nại trên Facebook để quảng cáo của các bạn được phép phê duyệt.